Ok. Giờ mình sẽ sang cái phần là mình thao tác thêm sửa xóa với review. Đấy, phần này rất là hot. Rất nhiều bạn, rất nhiều đồng chí phải gọi lại cả cái hàm kết nối với database xong rồi lấy lại dữ liệu xong rồi xét lại giá trị cho cả cái review. Như thế hoàn toàn là không được tốt lắm. Section Action. Để mình add cái thằng này vào đây. Orientation horizontal đi. Đấy, thằng này sẽ below cái section action. Chỗ này để web content là ghép để thêm nút nữa là nút add, nút thêm để thêm một phần tử vào, thêm một item vào cái review này. Đấy, thêm như nào, btn add ok btn add set on click chưa. Thường thường đấy, giả sử bây giờ mình có một thằng đối tượng mới user chưa làm cái tiếng random đấy, gen random random. Giờ giả sử bạn có cái thằng user mới mà nhập nhập từ cái form nhập từ mấy cái edit field mấy cái form ấy. Xong rồi lấy giá trị thì mấy form đấy khởi tạo ra thằng user mình ép vào mấy bài trên sinh viên ấy. Thì bây giờ mình chỉ giả lập thôi, mình giả lập nó là đã có rồi. Đấy, đã có rồi xong rồi đã có đã nhập xong rồi. Bây giờ chỉ cần insert thôi, làm cái nó nhanh, rồi làm cái form lâu à, từ từ random id đi gen random xem mà nó có next in từ từ 20 đến 20 nó gen, nó sẽ gen cái giá trị random từ 0 đến 20 random id. Đấy, bây giờ là Mr. Random a.gmail.com đi, là chung email đi, name là Mr. cộng về cái random id nó. Thế là đơn giản vậy thôi. Rồi sau đó thường thường đấy user.add này đúng không? Đấy. Và bạn hy vọng là nó sẽ thêm phần tử vào đây. Đúng chưa? Chạy thử nhé. Làm cái tốt đi. Edit. Đấy, báo là edit user.name hoặc user id đi. User id. Đấy. Rồi, chạy thử. Đã thêm vào rồi. Đương nhiên là tí nữa chạy không thêm vào đâu. Đấy. Cứ chạy ấy. Thường mình sẽ bởi vì cái thằng list view này thì cái dữ liệu của nó là từ cái mảng array list này này. Đúng không nhá? Khi mà thêm vào ấy là thêm thêm phần tử thì thêm cái mảng này. Đúng. Load như người lớn. Rồi ok. Ấn thêm này, đương nhiên là thêm ID bằng 8 và đương nhiên là hiển thị ra đây.
thì không thấy thêm vẫn chỉ 10 ra, cái 8 này là từ cái cũ à? Yeah, nó phải là Mr. Random gì cơ. Đấy. Không 10. Sau đó cộng với 10 đi. Đấy, là đảm bảo không ở trùng. Không ở trùng là mấy thằng cũ này. Rồi ok. Bây giờ để nó thêm vào ấy thì thằng adapter mình chưa gọi ra ngoài à? Hey, để ra ngoài đặt tờ chưa giờ xem cái này cũng xem để nó biến toàn bộ đấy, biến biến toàn bộ đâu cũng gọi được adapter notify data set chain rồi chạy lại. Rồi, get. Về thêm nhé. Thêm. Nhìn này, về đang có 1 đến 10 đúng không? Thêm này. Thêm. Đây à, đây à, thêm này. Meter 14 này. Thêm. Ồ, nó vẫn là 14. Đang đúng đúng rồi. Random nữa xem nào. À đây 18 đi. 3 lần 14 đi. Ảo. Ôi 18. Thêm một nữa đi. Lại 14. Thêm một nữa đi. À 16 rồi. Bọn này gen random buồn cười. Đấy 17. Đấy nó thêm phần tử vào đấy. Nhìn nó kéo đến 17 này. Kịch luôn này. Kịch luôn này. Thêm một thằng nữa này. Đấy 14. 14. Đấy. Đấy cách thêm. Được chưa? Đấy. Bạn có thể thêm như kiểu để nếu mà add không vào user thì họ sẽ thêm vào đầu tiên chứ không thêm vào cuối cùng nữa. Đấy, để thêm vào vị trí đầu tiên của cái mảng user này, của cái array list này. Chạy thử lại. Rồi về test. Rồi về ấn add này. Đấy, thấy chưa? Thằng 11 vừa thêm vào trên đầu rồi. Add vào đấy, 17. Add vào 12. Đấy, nó cứ đùn dần xuống. Đấy, thì cái để mà update lại thấy chưa? Cái adapter này, cái list view ấy, thì mình update qua thằng adapter này thì bạn gọi cái hàm notify dataset change, tức là dataset của nó thay đổi. Dataset của nó là cái thằng user này này, là cái mảng user này nó thay đổi thì bảo nó là nó thay đổi đi. Đấy, dữ liệu đã thay đổi rồi thì mày update lại. Đấy thì nó sẽ tải lại dữ liệu, tải lại cái dataset, cái mảng user ấy. Đấy, thêm vào này. Đấy, thêm vào này. Đấy, yeah. Rồi bây giờ update nó gì như nào? Update à thôi update không không làm nút nữa. Bây giờ giả sử kích vào, giả sử kích vào thằng này này, kích vào bất kỳ một thằng thì mình sẽ update nó. Đấy, ví dụ đổi tên. Đấy, đổi cái tên này này thì sẽ cộng thêm một cái từ update đấy, chẳng hạn. Rồi list view phải set on item click đúng không? On item click. Đấy, ở đây này nó kích vào vị trí nào đúng không? Thì bạn lấy ra cái thằng user vị trí tương ứng user.get position. Đấy. Và bạn sửa cái tên nó sẽ bằng user.name cộng với updated. À thấy không, tên tất cả email nữa. Email cho anh chữ hoa nhé, user.to ok là thành chữ hoa. Sau đó này, sau đó là notify
adapter, user adapter nó thì người ta sẽ check trend đấy, đã báo là nó update lại đi. Rồi, chạy. Rồi, ok. Bây giờ thêm một chú này, được chưa? Để ấn vào là update này. Đấy, Mr 17 cộng với update này. Đấy. Về update thằng ID bằng 2 này. Update. Đấy, không? Update này. Hình như có gì đó không đúng. Đang bị đảo ngược hay sao? Sao lại đảo ngược anh? User à đây là email. Quá. À, sao có gì đó không đúng. Rồi, vẽ. Chạy như người lớn. Rồi, ấn vào update. Ấn vào update, được chưa? Ấn vào update. Ấn vào update. Ấn vào update. Ấn vào nữa cũng thế thôi. À, nó cộng thêm, đúng rồi. Đây này, đây là nó nối thêm từ update. Ấn nữa, nối thêm nữa. Đấy, ấn nữa, nối thêm, ấn nữa, ấn nữa. Đấy, được chưa? Rồi, thế bây giờ xóa lại như nào? Giả sử bạn muốn xóa rồi on long click. Đấy, item long click tương tự đó, long click như chú thì user cái hãng còn remove này. Này xóa phần tử vị trí nào. Sau à xin lỗi, đó là on item long click. Rồi chú remove position đấy, xong rồi bảo cái thằng adapter nó ready đấy. Rồi chạy thử. Rồi giữ này. Đấy, xóa giữ này. Xóa giữ này. Xóa thêm nhé, thêm nhé, xóa này. Đấy, giữ rồi. Xóa đấy, kích vào update, kích vào update, kích vào update, giữ vào và xóa, giữ vào và xóa đấy, giữ vào. Rồi đấy. Được chưa? Để nâng cao hơn ấy, thì khi mà bạn giữ vào này thì thường nó hiện lên cái dialog là confirm có muốn xóa hay không. Đấy. Đấy làm nâng cao lên là như thế. Còn với các cái update này này. Đấy thì bạn sẽ có một cái form ở trên này, trên trên đầu trên này. Đấy, bạn kích vào user chẳng hạn, nó fill thì nó sẽ fill dữ liệu của user đấy vào cái form đó, bạn sửa. Sửa từ trong cái form đấy, các bạn ấn update cái update dưới này. Đây là những cái nền tảng để bạn phát triển cái ứng dụng của mình. Ok.